chào các bạn. Trong video này á, có một bạn xem kênh YouTube mình của mình á, các bạn hỏi các bạn nó thay nguồn led driver các bạn. Các bạn xài một cái đèn led âm trần á mà các bạn thường xuyên có bị chết nguồn led driver. Đây nè. Mới lại nguồn này các bạn. Cái nguồn led driver cho có mấy đèn led âm trần nha. Là bất kỳ led nào cũng vậy các bạn. Hôm nay trong video này mình sẽ lý giải tại sao mà cái nguồn led driver này nó hay bị chết nha các bạn. Cái triệu chứng mà cái nguồn led driver chết là các bạn đo có điện áp đầu vào nha các bạn. Điện áp đầu vào vẫn có nhưng mà cái điện áp ngõ ra các bạn không đo được áp ha. Điện áp ngõ ra VOUT các bạn là không có áp nha các bạn. Nè, trên cái nguồn led driver nè các bạn. Đây là ví dụ là có VA nè các bạn. Cái VA á cái ngõ ra điện áp ngõ ra là không có nha các bạn, hoàn toàn không có ha. Nó mất áp ngõ ra nên mất cái nguồn cung cấp cho cái dãy led đó các bạn. Nó gọi là nó không có đủ điện áp, không đủ dòng điện để mà nó sáng nha các bạn. Không. Các bạn nhìn bên trong nè. Cái nguồn led driver này á cái con linh kiện mà hay chết đó, bị chết nó nhiều nhất đó, đó là chính là cái con IC nguồn xung rồi các bạn. IC nguồn xung là cái con chủ đạo hoạt động chính chơi của trong cái mạch led driver này nha các bạn. Nó chết nó là có rất nhiều nguyên nhân nha các bạn. Cái con IC nguồn xung các bạn hoạt động theo chế độ xung nha các bạn. Nó đóng như đó, nó nguồn cái giống như cái các bạn hình dung như trong nguồn cái công tắc các bạn. Cái nguồn switching nha các bạn, đóng ngắt á, nó cái này nó không hoạt động liên tục nha các bạn, nó hoạt động chế độ đóng mở giống như công tắc các bạn, các bạn bật tắt liên tục ha. Các bạn muốn sửa cái này á, thì các bạn phải tra datasheet nha các bạn, datasheet trên trên ví dụ các bạn đọc cái thông số trên này nè, như CBA, TL bao nhiêu á các bạn, là các bạn tra datasheet nha. Rồi nó sẽ liệt kê cái thông số các điện áp định mức hoặc là cái cường độ điện các bạn. Ở trên mỗi datasheet của cái linh kiện IC này các bạn là nó đều ghi cái thông số như điện áp, cường độ điện hoặc là công suất nha các bạn, công suất. Rồi ngoài ra cái vấn đề nữa đó là các bạn đây nè. Mình đã vẽ ra một cái sơ đồ của cái nguồn led driver nha các bạn. Đây nè, IC led driver 8 chân nha các bạn. Mình giờ mình chỉ quan tâm cái chân nè, chân số 2 số 3 nè. Có nhiều chân low connect là không kết nối các bạn, NC chân giả. Các bạn chỉ quan tâm cho mình là chân 1 nè, chân 1, chân 4 và chân chân 6, chân 5, chân 6 là thường nói chung với nhau các bạn. Chân 7, chân 8 có thể nói chung với nhau. Nhưng mà cái chân 7 này các bạn có nhiều nhiều như chân bo mạch này nè. Nhiều IC nó bỏ trống nha các bạn. Nó không kết nối nha, mất nó khuyết chân 7 nha các bạn. Đây nè. Chân 7 bị khuyết ha. Cái chân 5 chân 6 luôn nói chung với nhau nè, chân 7 không có nè. Bị khuyết. Còn một số mạch các bạn, đây nè. Đây. Bạn thấy không? Cái đầy đủ 8 chân luôn nha các bạn. 8 chân ha, nó nối. Nhiều khi chân 7 chân 8 nối với nhau nha các bạn. Nhiều khi nó không kết nối ha. Còn cái thành phần bên trong các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha, cái thành phần bên trong của nó là có bên cái cho IC nguồn xung này các bạn. Nó sẽ có là cái có một cái tích hợp cái con MOSFET bên trong nha các bạn. MOSFET đó. MOSFET này giống như loại chất to trường nha các bạn, làm mô chất to các bạn. Cái hiểu nôm na như vậy. Nó có gồm có cực D nè các bạn, và chữ S ha. D chân S nè các bạn. Chân 5 chân 8 nè. Là các chân của MOSFET mà được tích hợp bên trong cái con IC nguồn xung nè các bạn. Đây nè, đây là con IC nguồn xung nha các bạn.
bên trong này tôi thập một phát. Còn cái nguyên nhân hư nha bạn, cái nguyên nhân hư á, hư của mốt phát này á, nó có nhiều nhiều nguyên nhân các bạn. Thì nói chung các bạn hiểu nôm na là cũng như một con mốt phát đi. Mốt phát đó thì cái nguyên nhân hư của cái nguồn led driver này các bạn, đó chính là cái con mốt phát bên trong này nè, nó hoạt động là không đúng cái dòng định mức nha các bạn. Cái dòng định mức của nó cái dòng mà hoạt động của nó sẽ vượt quá cái dòng định mức của nó nha các bạn. Có nhiều nguyên nhân á, nhưng mà cái như cái trong cái datasheet nó sẽ có liệt kê cho các bạn các như y định mức hoặc là u định mức hoặc là công suất định mức các bạn, là mấy cái thông số này á, một vì một cái nguyên nhân nào đó nó sẽ làm cái vượt quá cái giá trị định mức của nó nha các bạn. Như các cái dòng này hoạt động nè, nó IC này hoạt động á, cái dòng định mức của nó, cái dòng mà nó hoạt động chính thức á, nó sẽ lớn hơn cái dòng định mức cho phép của nhà sản xuất nha các bạn. Hoặc là thứ hai là cái điện áp định mức á, điện áp định mức nó cũng bị vượt quá nha các bạn. Nên cái hai giá trị thông số là cường độ dòng điện á, cường độ dòng UDI định mức với U định mức á, là nó cái này trong quá trình hoạt động á, cái con IC này nguyên nhân lý do gì đó nó sẽ vượt quá cái công suất hoặc là vượt quá cái điện áp hoặc cường độ dòng điện của cái nhà sản xuất, nên nó dẫn đến chết IC nguồn xung này nha các bạn. Cái thứ hai nha các bạn, IC nguồn xung này á là nó hoạt động theo cơ chế đóng ngắt nha các bạn, nên cái tần số hoạt động của nó rất lớn, nó đóng ngắt liên tục, nên cái này á, nó sẽ chịu một cái phần ảnh hưởng của cái chất lượng linh kiện nha các bạn. Nói chung nhà sản xuất đó các bạn, nếu mà nó sản xuất là chipset mà mấy con linh kiện này ok thì nó sẽ hạn chế được một phần nào nha các bạn. Nói chung nếu mà nhà sản xuất mà sản xuất được cái mấy con IC nguồn xung này tốt các bạn, nói chung là nó cũng làm tăng cái tuổi thọ của cái con IC nguồn xung nè các bạn. Tăng nó dẫn từ IC nguồn xung mà tốt quá, nó sẽ làm cho cái con cái nguồn led driver này, mấy cái nguồn led driver này hoạt động được lâu 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 dài nha các bạn. Còn vấn đề nữa là các bạn, cái tốc độ đóng ngắt các bạn, tại vì mình khi mình bật tắt cái nguồn á, bật tắt cái nguồn điện mà để mà mở đèn các bạn, là làm cái nguồn là mở đồng thời mở cái nguồn led driver này á, tại vì nó hoạt động quá cho chứ nó đóng ngắt các bạn, là cái con IC này nè nó làm việc cái tốc độ đóng ngắt quá cao, nên nó cũng gây ra cái hiện tượng mà IC này các bạn, nó sẽ hoạt động liên tục cho các bạn, nó liên tục nó dẫn đến là trong quá trình hoạt động của các bạn nó sẽ phát sinh nhiệt, là cái nhiệt độ này tăng cao nha các bạn, cái nhiệt độ này, nó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ nha, nhiệt độ nó càng tăng cao, nó càng cái IC này các bạn nó hoạt động càng lâu dài á, là nhiệt độ nó càng lớn nha các bạn. Tại vì linh kiện bất kỳ linh kiện nào cũng vậy các bạn, linh kiện điện tử mà, nó sẽ dễ bị ảnh hưởng của nhiệt độ nha các bạn. Nhiệt độ càng lớn mà nó không có tản nhiệt được á, là nó chết linh kiện nha các bạn. Nên một cái nguyên nhân chủ yếu của nó nữa, nó gây chết cái con IC nguồn xung này, đó chính là tác động nhiệt nha các bạn. Tại vì nó hoạt động nhiều các bạn, hoạt động liên tục đóng ngắt á, xong rồi quá trình đó nó sẽ phát sinh ra nhiệt. Nhiệt mà nó không được tản nhiệt nha các bạn, nó làm chết linh kiện này nha. Tại vì bên trong mốt phát đúng không ạ? Bên trong này dù không phải mốt phát hay là linh kiện nào các bạn, nó hoạt động quá nhiệt của cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất á, là nó cũng gây ra cái hiện tượng mà chết linh kiện điện tử nha các bạn. Mà khác là cái con bên trong á, là cái con mốt nó tích hợp một mốt phát á, nó ảnh hưởng nó rất nhạy nhiệt nha các bạn, nhiệt độ quá cao mà vượt quá cái mức cho phép của nó là nó cũng chết nha các bạn. Từ đó nó dẫn đến chết IC nguồn xung này.
Còn cái vấn đề kế tiếp đó bạn, mình vấn đề về nhiễu mà nha các bạn. Nhiễu là cái có trong mạch ra nó xuất hiện cái xung nhọn nha các bạn. Nói chung là các bạn nào nghiên cứu về điện tử công suất á là các bạn biết nha. Còn mình ví dụ một số bạn á là chỉ người sử dụng bình thường thôi, nên các bạn cần quan tâm hoặc là tìm hiểu cái nguyên nhân đơn giản thôi. Tại vì đó mình nói thêm qua về xung nhọn xuất hiện hoặc là cái nhiễu bên ngoài các bạn, nó ảnh hưởng đi như cái trong cái bài mà mình nói về cái nguồn led driver, vì sao mà cái chip led tới hay chết đó các bạn, có cái xung nhiễu của cái nguồn của thiết bị khác nó ảnh hưởng đến cái mạch nguồn led driver này luôn nha các bạn. Nó có xung nhọn xung nhiễu á đó, rồi nó là dễ làm chết IC này luôn nha các bạn. Nên những cái mạch tốt nhất là các bạn có nếu mấy mạch nguồn cao cấp thì nó có cái mạch là lọc nhiễu nha các bạn, lọc nhiễu phía trước cái đường nguồn này nè các bạn, lọc nhiễu nguồn đường nguồn AC ha, là nó tránh cái xung nhiễu xung nhọn nó ấy nha các bạn. Cái nhiễu này á gọi là cái nhiễu sóng điện từ nha các bạn. Rồi còn một vấn đề quan trọng nữa là các bạn, khi mà các bạn mua cái nguồn led driver về nha các bạn. Đây nè, các bạn mua nguồn led driver về các bạn phải tìm hiểu kỹ nha, nhất là cái công suất nha các bạn, cái công suất nguồn nè. Nhớ nha các bạn chọn cái công suất nguồn không đúng á, nó cũng ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cái nguồn led driver này, nhất là mấy con chip led nè các bạn. Một là chip led, hai là cái con IC nguồn xung nè. Tùy nó hoạt động các bạn chọn không đúng á, không phù hợp với nó, một là quá lớn á, ví dụ cái công suất này nè, công suất này mà hoạt động mà sai nha bạn, là nó sẽ làm cho nóng nó cái tuổi thọ led driver rất nhanh hư nha các bạn. Đây nè, cái con IC nguồn xung này nè, nó dùng như cái vấn đề gì các bạn như làm cái gì mà quá mức á là nó cũng nó dẫn đến cái tuổi thọ sẽ giảm. Như cái con IC nguồn xung nữa các bạn làm tính toán sai công suất các bạn, các mua về mà tính ví dụ tốt nhất là cái này nè, cái nguồn led driver này nè, với cái đèn nè các bạn, đây nè, những cái đèn này nè, cái đèn này 9W nha các bạn, 9W thì các bạn nên mua cái cục nguồn á led driver của nó là từ 8, đây nè, trong cái mức phạm vi cho phép nội như cái nguồn led driver này 8 đến 12W nha các bạn. Chứ mà nếu các bạn mà chọn cái nguồn mà thấp quá, ví dụ nguồn 7W nha các bạn, cái mình ví dụ nha, như cái cục nguồn led driver này á, công suất nhỏ hơn cái mức 9W đi, cái đèn này là 9W, mà các bạn chọn cái công suất của nó đây nè, nếu mà các bạn chọn cái công suất lớn hơn nha các bạn, nếu mà lớn hơn á, ví dụ từ 12W, mười mấy quá, mình như 18W trở lên á là cái chip led trong này cháy hết nha các bạn, nó sẽ cháy chip led bên trong nha. Các bạn mà chọn cái công suất mà yếu hơn nha các bạn, yếu hơn á là cái nguồn này á, cái nguồn led driver này nó tăng cường cái thời gian qua quá trình hoạt động của nó làm cho cái con chip đây nè, nó hoạt động nhiều hơn các bạn, trong quá trình hoạt động đóng ngắt liên tục á, hoạt động nhiều hơn nó sẽ làm cái tuổi thọ nó giảm đó. Tùy nó hoạt động càng nhiều á thì cái nhiệt phát sinh ra càng nhiều, nó làm dễ chết con muốn phép bên trong đó các bạn. Nên nó thường xuyên là các bạn chọn không đúng cái công suất cái nguồn led driver với cái đèn á thì tất nhiên á là sẽ dễ làm chết cái con IC nguồn xung này. Nên các bạn, cái vấn đề mà linh kiện điện tử các bạn nó chết đó, rất nhiều nguyên nhân nha các bạn. Mà mình nói chung là mình là người sử dụng á, nhiều người các bạn là chưa, không phải là dân điện tử các bạn, các bạn không đi chuyên sâu về điện tử á, thì các bạn tốt nhất á, để mà tăng cái tuổi thọ của nguồn led driver này các bạn cần chú ý thứ nhất cho mình nha. Thứ nhất á là các bạn chọn cái công suất nha các bạn. Các bạn mua đèn, ví dụ cái đèn này là 9W nè,
Các bạn chọn cái công suất cho phù hợp nha, cái công suất nguồn led driver nha các bạn. Như các bạn mua về sử dụng á, cái đèn của bạn, các bạn là 9W nha các bạn. Cái đèn 9W á, thì các bạn nên mua cái nguồn cục led driver 9W luôn nha các bạn. Tốt nhất là nằm trong cái phạm vi của nó nha các bạn. Chứ các bạn đừng có mua cái cao quá là nó thở lớn hơn á, cái nguồn led driver này các bạn. Lớn công suất nó lớn hơn nó là chết cháy cái chiếc led bên trong đèn nha các bạn. Là các bạn chơi mua cái công suất nhỏ hơn á thì cái nó sẽ hoạt động nhiều hơn nha các bạn. Như các bạn cái nè, cái hộp số 9, cái đèn 9W mà các bạn chọn cái công suất 6W hoặc 7W các bạn. Nó vẫn sáng nhưng mà cái vấn đề là cái con chip led nè các bạn, tại vì cái con IC nguồn xung nè nó sẽ hoạt động á, tại vì mỗi cái mạch đó nó sẽ thiết kế cái nguồn dòng á nó sẽ tăng lên nha các bạn, nên nó hoạt động nhiều hơn á, dẫn đến cái con IC này nè đóng ngắt nhiều hơn á, nó nóng phát sinh nhiệt, nó nóng nha các bạn, nó nóng mà nó không tỏa nhiệt ra được á là các bạn nó dễ chết nha các bạn, làm chết cái nguồn led driver này nha. Nên các bạn chọn con, như các bạn mua về các bạn lựa chọn cái công suất tốt cho mình nha, cái đúng cái công suất của cái đèn nha các bạn, đừng có cao, không cao và không thấp quá nha. Còn vấn đề thứ hai các bạn, mà để mà hạn chế cái chết cái nguồn led driver này các bạn nên mua cái cục nguồn led driver nha các bạn. Led driver này của một số cái hãng uy tín nha các bạn, tại vì một số cái hãng uy tín á chất lượng tốt á, nó sẽ cái chip led này các bạn, đây nè, chip led với cái mạch bên trong nè nó sẽ thiết kế ok nha các bạn, nó dùng linh kiện tốt á nên cái tuổi thọ của nó, cái nguồn tuổi thọ của nguồn led driver này sẽ cao nha các bạn. Chứ các bạn đừng có mua cái nguồn led driver mà trôi nổi ngoài thị trường nha, mua cái nguồn led driver đó nó sẽ cái linh kiện, chất lượng linh kiện á nó kém nha. Để cái bo mạch đó các bạn, nó thiết kế cái bo mạch hoặc là cái mối nối hàng á nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn led driver luôn nha các bạn, nhất là cái linh kiện nè, linh kiện nó chất lượng không tốt quá, nó mua đại trà và nó để nó gắn rồi nó bán hàng loạt á, là các bạn xài một thời gian á là nó hay hơn nha các bạn. Nên tốt nhất á các bạn tìm cái nhà cung cấp á, cái nguồn led driver nào á các bạn thấy tham khảo, cái là chỗ mua các bạn tham khảo là cái nguồn nào tốt quá là các bạn cứ mua cái hãng đó về nha các bạn. Cái nguồn led driver nè, nó cái nhiều cái chỗ mà nó bán cái đồ tốt nha các bạn, cái hãng sản xuất tốt quá thì nó sẽ cung cấp cái những cái linh kiện tốt bên trong á, đó là nó cái tuổi thọ của nó sẽ cao hơn nha các bạn, so với cái nguồn led driver mà chơi nổi ngoài thị trường nha, tại vì nó làm hàng chợ cái mới hàng hoặc là cái linh kiện á các bạn, nó không đảm bảo nha các bạn. Nên các bạn khi mà các bạn mua, các bạn chọn cái nguồn led driver là hãng nào mà có cái uy tín sản xuất chất lượng tốt nha các bạn mua về các bạn xài ha. Đây là vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba là tản nhiệt nha các bạn. Cái tản nhiệt cho cái con này nè, cái con IC nguồn xung là nó trong quá trình hoạt động các bạn, nó tản nhiệt nó kín đó các bạn. Nên các bạn nếu mà nhất là cái mấy đèn búp đó các bạn, đèn búp hoặc là đèn tiếp Blaster 8 nè, Blaster 8 nè các bạn, có cái đầu đèn á, nắp chụp á, nó sẽ bít kín nè các bạn. Nên các bạn tốt nhất là các bạn tản nhiệt nha. Nó tản nhiệt á, nó vừa là làm tăng cái tuổi thọ của chip led nha các bạn, tại vì bất kỳ linh kiện nào các bạn nó sẽ chịu ảnh hưởng của nhiệt nha, ngay cái chip led nào nó hoạt động nó phát sinh ra nhiệt nha các bạn. Tại vì các bạn tản nhiệt càng tốt á là cái tuổi thọ của tăng chip led nè nó sẽ tốt hơn ha, là xài được lâu dài hơn ha. Hay là cái con IC nguồn xung nè các bạn, IC nguồn xung là cái bên trong nó sẽ có con MOSFET bên trong á, các bạn dùng nhiệt nó rất nhẹ nhiệt, nếu các bạn tản nhiệt tốt á là cái tuổi thọ của nó sẽ cao hơn nha các bạn, đóng ngắt quá trình đóng ngắt á nó hoạt động lâu dài bền bỉ hơn nha các bạn. Nếu các bạn chú ý vào vấn đề tản nhiệt cho mình nha. Còn ngoài vấn đề đó thì các bạn nha, tại vì các mình là người sử dụng mà các bạn, nên các bạn chỉ quan tâm nha, các bạn lưu ý lựa chọn cho mình cái công suất nha, chú ý là công suất. Cái thứ hai là chọn cái nhà cung cấp á, các bạn mua cái chọn hãng tốt nha cho mình ha, led driver, tại vì linh kiện đó
nó linh kiện siêu linh kiện tốt cho mình là ok. Còn thứ ba là vấn đề các bạn kiểm tra vấn đề tản nhiệt cho mình thôi. Rồi còn cái vấn đề mà nói với chuyên về vấn đề kỹ thuật á, vấn đề như cái dòng định mức hoặc là cái điện áp định mức hoặc là cái xung nhọn hay gì á, nhiễu gì đó là các bạn không cần quan tâm nhiều nha các bạn. Tại vì mình là người sử dụng thôi chứ không phải là cái dân điện tử hoặc là chuyên nghiên cứu về cái đó, nên mình chỉ quan tâm đến cái vấn đề mà tăng cái tuổi thọ của nguồn led driver thôi, để cho làm sao để mà hạn chế được cái vấn đề mà chết cái nguồn led driver này, và tránh cái việc mà mua cái nguồn led driver khác để mà thay cho một cái đèn led âm trần hoặc là led bulb led tiếp led 8 nha các bạn. Nếu bạn chú ý chừng ba quan tâm ba vấn đề chính cho mình vậy nha. Mình nhắc lại nha các bạn, ba vấn đề quan tâm chính đó là các bạn lựa chọn cái công suất đèn với công suất của cái này nè, cái phù hợp nha các bạn. Còn cái thứ hai á là các bạn lựa chọn các bạn ra cửa hàng các bạn mua cái linh kiện tốt cho mình nha. Các bạn biết cái hãng nào uy tín đó các bạn mua nha. Hoặc là các bạn hỏi cái người bán hàng, đừng mua hàng cho nổi nha, không có no name mua cho nổi thị trường đó, nó ráp cái linh kiện không tốt quá các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái nguồn led driver này nha. Còn thứ ba là các bạn chú ý vấn đề tản nhiệt nha các bạn, tản nhiệt cho mình đó. Tại vì tản nhiệt cho led đó các bạn, tại vì bên đó cũng vấn đề chip led đó hoặc là bên cái nguồn led driver này nó kín quá, nó làm không tắt nhiệt được nha các bạn. Tùy cái IC nguồn xung này nó đóng ngắt nhiều quá, nó ảnh hưởng nhiệt nên MOSFET bên trong nó dễ bị chết nha các bạn. Rồi, vậy là video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment cho mình nha. Rồi video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ giải thích về cái cách thức hoạt động của cái nguồn led driver này nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Chào các bạn.